Trung Quốc với dân tộc hơn 1 tỷ người là một đất nước khổng lồ có một lịch sử và một nền văn hóa lâu đời đã từng đạt đến nền văn minh cao độ trong quá khứ. Nhưng ngày nay, Trung Quốc lại là hình ảnh thiếu thiện cảm dưới cái nhìn của thế giới qua thái độ lấn lướt các nước đang phát triển và tìm cách lũng đoạn thị trường các nước tân tiến. Từ 1978, tức là giai đoạn Đặng Thái Bình lãnh đạo tối cao của Trung Cộng, ông ta đưa ra chính sách 4 hiện đại hóa, trong đó có công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật. Nhưng để thực hiện một cái chính sách mà to lớn như vậy thì cần cái quan trọng nhất là phải phát triển kinh tế. Và muốn phát triển kinh tế thì phải có nguyên liệu, có nhiên liệu. Và do đó cái chính sách của Trung Cộng đã mở rộng không phải chỉ tại vùng Đông Á mà cả phạm vi toàn thế giới. Thực sự ra đó là Trung Quốc là một nước nghèo, đói ăn, khát dầu, thiếu nước và thiếu đất canh tác so với các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng mà cái hệ thống chính trị hiện hành của Trung Quốc nó không giải quyết được những cái vấn đề đó của họ. Tại vì nhiều quốc gia cũng có thể có những hoàn cảnh đó. Trường hợp bên cạnh đó là Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, họ giải quyết theo cái lối văn minh. Còn Trung Quốc đó đã giải quyết theo cái lối lạc hậu quá khứ của họ. Và vì vậy đó là ngay về vấn đề cho người dân Trung Quốc nạn ô nhiễm môi sinh là cái trường hợp để nền nạn bất công xã hội vân vân. Và lại họ sẽ giải quyết vấn đề đó bằng giải pháp ăn cắp, ăn cướp, kể cả dùng áp lực về quân sự như chúng ta đã thấy tại Biển Đông và nhiều vị khác có thể sẽ đề cập tới. Thành ra tôi cho rằng là nếu mà tiếp tục như hiện nay đó, Trung Quốc sẽ bị khủng hoảng, như nhiều quốc gia khác đã từng bị khủng hoảng khi áp dụng cái chiến lược phát triển như vậy. Khủng hoảng tại Trung Quốc nó không có thu hẹp vào trong lĩnh vực kinh tế, nó mở rộng sang lĩnh vực xã hội và chính trị. Trong nước, những thành phố Trung Quốc bị ô nhiễm nặng nề, nạn thất nghiệp dâng cao, sự chống đối của dân chúng về tham nhũng, bất công trong xã hội lan tràn từ thôn quê đến thành thị. Nhìn ra bên ngoài là những vụ án về chuyên gia Trung Quốc thường xuyên đánh cắp các kỹ thuật của Tây Phương, những loại thực phẩm độc hại và hàng hóa kém chất lượng sản xuất tại Trung Quốc đang tràn ngập thị trường thế giới. Vì nhu cầu tìm năng lượng và tài nguyên cho lục địa, Trung Quốc vươn cánh tay đến tận châu Phi với lối hành xử của một loại thực dân mới. Với các nước Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Trung Quốc áp đặt một cách thô bạo nền thống trị Hán tộc nhằm xóa bỏ toàn bộ văn hóa của những dân tộc này. Trung Quốc đang tạo ra những bất ổn cho hòa bình thế giới qua những phát triển quy mô về quân sự,
kèm theo sự kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngày nay, Trung Quốc là hình ảnh con bạch tuộc khuấy động Biển Đông, bất chấp quyền lợi và chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, tạo ra những động thái bất ổn có chủ đích. Trung Quốc công khai bộc lộ tham vọng bá quyền đã có từ trong lịch sử của họ. Việt Nam từng bị Trung Quốc đô hộ trên 1.000 năm, nhưng từ khi Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản, thì quan hệ Bắc Việt Nam và Trung Quốc trở nên gắn bó. Tuy nhiên, khi Cộng sản Việt Nam ngã theo Liên Xô, thì chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc bùng nổ năm 1979. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cộng sản Việt Nam quay trở lại thần thuộc Trung Quốc qua hội nghị Thành Đô năm 1990. Từ đó, Trung Quốc có cơ hội xâm nhập Việt Nam một cách toàn diện và tinh vi trên mọi lĩnh vực. Trên tờ New York Times ngày 4 tháng 2 năm 2014, Tổng thống phi luật Tân Benigno Aquino đã so sánh các lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc hôm nay không khác gì nhà độc tài Hitler trong Thế chiến thứ hai. Ông nhắc đến biến cố Sudetenland như là một bài học lịch sử. Tiệp Khắc đã bị Đức Quốc xã cưỡng chiếm, một phần vì chính quyền sâu mọt của Tiệp Khắc đã làm suy yếu tiềm lực quốc gia, nhưng phần khác là do các nước đồng minh phương Tây đã làm ngơ cho Hitler đánh chiếm Tiệp Khắc. Ngày hôm nay, Trung Quốc đang lặp lại kịch bản Tiệp Khắc khi chủ trương bành trướng xuống vùng Đông Nam Á. Miếng mồi ngon đầu tiên chính là Việt Nam. Tương tự như Đức Quốc xã với Tiệp Khắc vào năm 1939, lợi dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng của Hoa Kỳ, thái độ nhu nhược của Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc mở cuộc xâm chiếm biên giới và biển đảo Việt Nam, uy hiếp ngư dân và ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và mối lo ngại của thế giới. Cuộc xâm lăng Việt Nam của Trung Quốc lần này diễn ra theo một trình tự tinh vi trên nhiều lĩnh vực. Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc khuất phục bằng nhiều áp lực. Từ trong chiến tranh cho đến hôm nay, từ bức thư do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, đến những nhượng bộ thiệt thòi mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết trong các hội nghị. Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Vương Dân, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kèm theo những cái họ cho là chứng cứ Việt Nam thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là bức thơ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, sách giáo khoa địa lý lớp 9 và tập bản đồ thế giới do Trung Quốc ấn hành. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Cộng sản Việt Nam phân tích rằng, đó không phải là những văn bản quy phạm pháp luật được phê chuẩn bởi cơ quan quyền lực nhà nước hoặc bởi những tổ chức cá nhân được ủy quyền đại diện hợp pháp cho cơ quan quyền lực đó. Vào thời điểm đó, đại diện cho nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quản lý lãnh thổ đối với hai quần đảo này, theo quy định của Hiệp định Geneva, là chính quyền quốc gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho dân tộc Việt Nam đã tiếp quản chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nước Cộng Hòa Pháp. Theo ông Trần Công Trục, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trong việc bảo vệ quản lý vùng lãnh thổ ở phía nam vĩ tuyến 17. Ngày 8 tháng 9 năm 1951, tại San Francisco, Hoa Kỳ, các nước đồng minh trong Thế chiến thứ hai đã kết thúc hội nghị về chấm dứt chiến tranh tại châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện Việt Nam tại hội nghị là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam
Trần Văn Hữu. Trong hội nghị này, Thủ tướng Trần Văn Hữu đã tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Bản tuyên bố đã không gặp phải kháng nghị nào từ 51 nước tham dự hội nghị. Nhật Bản xác nhận từ bỏ mọi quyền hành, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa và trả hai quần đảo này về lại chủ cũ. Cuối cùng, hội nghị ký kết bản hiệp ước hòa bình với Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9, 1951. Sau khi Pháp rút ra khỏi Đông Dương, Việt Nam Cộng Hòa thừa hưởng chủ quyền toàn bộ hai quần đảo này từ quốc gia Việt Nam, nhưng một phần quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm giữ năm 1956. Tháng 2 năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông. Một năm sau đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ mở văn phòng liên lạc tại thủ đô mỗi nước, mở đầu việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Năm 1973, với Hiệp định Paris, hạm đội 7 của Hoa Kỳ rút ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 11 tháng 1, 1974, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng hai quần đảo này. Ngay hôm sau, Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên bố khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam và bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quyết định thiết lập một phi trường trên đảo Hoàng Sa dành cho vận tải cơ hạng nặng để chuyển quân nhanh ra nhóm Nguyệt Thiềm. Ngày 16 tháng 1, 1974, trong khi thăm dò một số đảo Hoàng Sa để chuẩn bị thiết lập phi trường, phái đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã khám phá sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra trên quần đảo Hoàng Sa. Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người trực tiếp chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 cho biết, Tổng thống có ra chỉ thị phải thi hành tất cả những biện pháp để chứng tỏ cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên các hải đảo đó. Tôi thi hành từng điểm một, tôi gửi thêm chiến hạm tăng cường, đồng thời tôi chỉ định Hải quân Đại tá Hà Văn Ngà làm chỉ huy chiến thuật cho tất cả các chiến hạm. Hải đội ra tới nơi thì thấy cái lực lượng của Trung Cộng chẳng những ngoài cái những cái tàu đánh cá có võ trang còn có một số chiến hạm. Ở lúc đầu tôi chỉ thị cho các chiến hạm phải giữ một thái độ rất là ôn hòa, tức là báo cho các chiến hạm cũng như thuyền đánh cá Trung Cộng là đây là lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ngược lại họ còn có những cái hành động khiêu khích và chiến hạm Việt Nam có đôi lần phải ủi vào chiến hạm cũng như là thuyền của Trung Cộng. Sau cùng thì đến ngày 19, sáng ngày 19, Đại tá Ngạc báo cáo cho tôi là tình trạng rất là nguy ngập, là vì không bên nào nhượng bộ cho nên e rằng sẽ có một cuộc hải chiến. Thì tôi theo thủ bút của vị tổng thống, nếu cần sử dụng vũ lực thì mình phải dùng để chứng tỏ cái chủ quyền. Cho nên sau khi đánh đèn, sau khi dùng ống loa để mời họ ra nữa cũng vẫn không được, thì bắt buộc lúc 10 giờ sáng tôi ra lệnh cho Đại tá Ngạc là tất cả chiến hạm đồng loạt khai hỏa vào tàu Trung Cộng. Ông nhận xét về sự thất thủ Hoàng Sa như sau. Kinh nghiệm từ đệ nhị thế chiến cho thấy cuộc xâm lăng của một quốc gia mạnh với một nước nhược tiểu, nếu không được một cường quốc khác can thiệp ngay từ lúc đầu, thì cuộc xâm lấn sẽ bành trướng thêm và sự thiệt hại là rất lớn đối với các quốc gia liên hệ. Một kế hoạch phản công được chuẩn bị công phu để tái chiếm Hoàng Sa, nhưng cuối cùng không thể diễn ra. Vì Hoa Kỳ ngăn chặn Tổng thống Thiệu hành động, vì nhu cầu bang giao với Trung Quốc, Hoa Kỳ chấp nhận làm ngơ để Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa.
trong ban biên tập là anh em sôi nổi thảo luận lắm. Thế nhưng mà được chỉ đạo của ban tuyên huấn đó, thì họ nói rõ trong nội bộ giải thích trong đảng là gì, là các đồng chí yên tâm, Hoàng Sa mà ở trong tay của Trung Quốc đó có lợi hơn là còn ở trong tay phía Nam, miền Nam. Họ lập luận là gì? Là Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của ta, ở trong tay của Trung Quốc cũng như là của trong tay của ta thôi. Đó là điều đáng mừng, chứ không đáng lo gì cả. Nhưng mà sau khi cái trận đánh thì mình mới thấy là cái phần lãnh thổ của đất nước đã bị mất, là một cái sự đau buồn. Mà tới ngày hôm nay mới thấy là cái lịch sử là giữ nước và giữ nước của cha ông chúng ta, thà triều cống khi ta yếu nhưng mà không bao giờ nhường đất cho địch. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là những phần đất đã mất phải được lấy lại, dù thời gian nó là bao lâu, bao nhiêu thế hệ, những thế hệ sau phải ghi nhớ những lời mà các bậc tiền nhân đã để lại. Người lấy một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho dằn, thì tội phải tru di. Sự hy sinh của 74 chiến sĩ ở Hoàng Sa năm 1974 mở đầu cho một cuộc chiến chống ngoại xâm mới từ phương Bắc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Sau khi quan hệ ngoại giao Việt-Trung trở nên căng thẳng, ngày 3 tháng 11 1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô, bao gồm việc thỏa thuận về phòng thủ chung giữa Liên Xô và Việt Nam. Vì mối liên hệ mật thiết với Liên Xô của Việt Nam vào thời điểm Trung Quốc coi Liên Xô là kẻ thù, sau những xung đột về biên giới Liên Xô-Trung Quốc, cộng thêm sự kiện Việt Nam đem quân vào Campuchia, lật đổ đồng minh Khmer Đỏ của Bắc Kinh, Trung Quốc quyết định tấn công Việt Nam, lấy lý do cần dạy cho Việt Nam một bài học. Cuộc tấn công này là một phần trong kế hoạch bành trướng về phía Nam của Trung Quốc, nhắm đến các mục tiêu chính là nhanh chóng chiếm đóng vùng biên giới Việt-Trung, đặc biệt là các thị xã trọng yếu gồm Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai, làm tiêu hao lực lượng chủ lực và làm suy yếu khả năng phòng ngự phía Việt Nam, hủy diệt cơ sở hạ tầng và nền kinh tế ở các vùng chiếm đóng để đẩy nền kinh tế Việt Nam đến chỗ sụp đổ. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Cuộc chiến kéo dài một tháng và kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề về sinh mạng và vật chất. Với Việt Nam, ngoài các thương vong về nhân mạng,
phải kể đến những tổn thất lớn về cơ sở vật chất hạ tầng ở 6 tỉnh biên giới. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger nhận định về cuộc chiến tranh này như sau. Yếu tố ý thức hệ đã biến mất khỏi xung đột. Các trung tâm quyền lực của Cộng sản cuối cùng đã tiến hành chiến tranh, giành thế cân bằng quyền lực, không phải căn cứ vào ý thức hệ mà hoàn toàn xuất phát từ lợi ích dân tộc. Ngày 13 tháng 8, 2014, tờ báo US Daily Review đăng bài viết của Trung tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ James Zumwalt nhận xét về đoạn video Trung Quốc đã ra tay tàn sát những người lính hải quân Việt Nam ngày 14 tháng 3, 1988 ở đảo Gakma. Dự đoán Trung Quốc sẽ chiếm các rạn san hô của Việt Nam. Ngày 13 tháng 3, 1988, hai tàu vận tải của Việt Nam HQ-604 và HQ-605 chở 73 binh sĩ được lệnh đổ bộ để bắt đầu xây công sự trên đảo Gakma. Sáng 14 tháng 3 năm 1988, tàu chiến Trung Quốc tiếp cận các rạn san hô với lực lượng đổ bộ trên các tàu vận tải, có cả tàu khu trục đi kèm với hỏa lực mạnh. Xét về hỏa lực, nếu cuộc đối đầu giữa hai lực lượng hải quân Trung Quốc và Việt Nam xảy ra, lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Khoảng 6 giờ sáng, một số xuồng tấn công chở thủy quân lục chiến Trung Quốc có vũ khí hướng đến Gakma. Hải quân Việt Nam lập tức hình thành một vành đai phòng thủ 360 độ, quyết tâm bảo vệ hòn đảo bằng mọi giá. Cùng lúc đó, Bắc Kinh mở một cuộc tấn công khác nhắm vào tàu vận tải HQ-604 của Việt Nam. Vì nằm ngoài tầm bắn của mình, con tàu này đã không thể tấn công đáp trả tàu Trung Quốc. Những phát đạn của lính Trung Quốc bắn trực tiếp vào phòng động cơ, khiến tàu nhanh chóng chìm xuống, trong khi nhiều người vẫn còn trên tàu. Tiếp đến, Trung Quốc tấn công tàu HQ-605. Con tàu nhanh chóng bốc cháy, cấp chỉ huy buộc phải ra lệnh bỏ tàu. Sau cùng, Hải quân Trung Quốc tập trung hỏa lực vào Gakma, nơi những người lính Việt Nam còn sống sót nhưng không có một chỗ ẩn núp, cũng không có vũ khí tự vệ. Những tràng súng liên thanh đã hạ gục 64 người lính Việt Nam. 9 người Việt Nam sống sót bị Trung Quốc giam giữ trong 3 năm. Cho đến hôm nay, chưa có một tài liệu chính thức nào về Gakma được Cộng sản Việt Nam công bố. Diễn tiến sự kiện tại Gakma chỉ nói được một điều: lính Trung Quốc đã tàn sát dã man những người lính hải quân Việt Nam mà trong tay không một tấc sắt để chống trả. Nghi vấn về một mệnh lệnh không được nổ súng từ cấp lãnh đạo cao nhất của Cộng sản Việt Nam được tướng Lê Mã Lương của Quân đội Nhân dân tiết lộ trong một video sau đây. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh là bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gakma hay bất kỳ một cái đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng. Trong một cái cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Chính vì thế khi mà Trung Quốc mình tấn công vào cái đảo Gakma thì nó chỉ có vừa hơn 40 lính với mấy cái chuồng bằng hợp kim nhôm nó đổ bộ vào trong bờ, trong khi bộ đội ta trong đấy có một người sau này truy tặng là anh hùng là thiếu úy Trần Văn Phương, chỉ có mũi tên không và giữ chặt cái lá cờ ở trên cái đảo Gakma. Tác giả bài viết đặt ra câu hỏi: tại sao Trung Quốc cho công bố video cuộc thảm sát này sau 24 năm im lặng? Câu trả lời nằm ở Hải Dương 981 của Trung Quốc. Một giàn khoan nửa nổi nửa chìm được triển khai ngày 2 tháng 5 năm 2014 gần quần đảo Hoàng Sa, nơi quyền sở hữu vẫn còn đang là tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Động thái này của Trung Quốc gây ra những cuộc đối đầu trên biển. Một tháng sau đó, Bắc Kinh cho công bố video thảm sát tại đảo Gakma như một lời đe dọa Việt Nam rằng
Sự tàn bạo đã xảy ra trong cuộc thảm sát tại Gạc Ma năm 1988 có thể xảy ra một lần nữa cho Việt Nam. Một trong những hội nghị bí mật đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa được Cộng sản Việt Nam công khai hóa cho dân chúng biết về những thỏa thuận giữa hai đảng Cộng sản tại hội nghị Thành Đô năm 1990. Cho đến bây giờ chúng ta chưa được cầm trong tay bất cứ một cái công văn nào hội nghị Thành Đô. Chúng ta cũng chưa được tận mục sở thị những cái gì gọi là hội nghị Thành Đô. Nhưng chúng ta có thể phân tích các cái diễn biến, các sự kiện chính trị. Năm 1953, theo như chúng ta đã giải mật, Hồ Chí Minh đã ký một cái công ước đối với Trung Cộng là gì? Sẽ giao Việt Nam cho Trung Cộng khi mà Việt Nam có sự thống nhất dưới bàn tay của Cộng sản Việt Nam. Sau đó, Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 mà chúng ta ai cũng đã biết để giao Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng. Rồi tiếp theo nữa chúng ta nhìn thấy hiện nay, năm 1991, sau khi Liên Xô cũ sụp đổ, thì toàn bộ cái hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo tàu. Và chúng ta nhìn thấy bãi Tục Lãm, ải Nam Quan, thác Bản Dốc, sau đó là Vô Xích Tây Nguyên, và bây giờ là Vũng Áng, Bình Dương, mới đây là đèo Hải Vân, đã và đang rơi vào tay Trung Cộng. Rồi cái hiện tượng là cha của Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông ta sau khi tiết lộ một số thông tin của Hội Thành Đô, ông ta đột ngột bị mất chức, trong khi đó ông ta đã làm tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tiếp theo nữa, hồi ký của Trần Quang Cơ đã khẳng định cái Hội nghị Thành Đô chính là một cái bước tiếp theo cho một cái thời kỳ nô lệ mới. Vậy thì từ quan chức Cộng sản mà ra, rồi từ những hiện tượng chúng ta nhìn thấy, thì rõ ràng Hội nghị Thành Đô theo tôi nghĩ là có thật. Cựu đảng viên cao cấp, ông Bùi Tính, nguyên là phó tổng biên tập báo Nhân dân đã tiết lộ. Có thể nói là cái Hội nghị Thành Đô là cái bẫy do chính Đặng Tiểu Bình giăng ra. Sau khi nó đã dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979, thì nó nghĩ rằng là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấm đòn và nó thấy là tình hình kinh tế của Việt Nam kiệt quệ, bị phong tỏa. Nó mời, nhưng chính là nó triệu tập những cái nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có mặt ở Thành Đô, bí mật không được nói cho ai biết hết, là thủ đô của Tứ Xuyên chứ không phải đi Bắc Kinh. Thế nó triệu tập đích danh là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và Cố vấn số 1 là Phạm Văn Đồng. Mà nói rõ là không mời là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Rồi nó biết là Nguyễn Cơ Thạch nó cũng là chống tộc. Nhưng mà sau này để lộ ra thì cái điều kiện thứ nhất là gì? Là anh phải xóa bỏ ngay cái lời nói đầu của Hiến pháp, mà mở ra nói rằng là kẻ thù xưa nay là đập ở Đại Hán và hiện nay là bành trướng Trung Quốc, và ta phải luôn luôn cảnh giác đối với bọn xâm lược ở phương Bắc đấy. Thế thì đúng là sau đó thì người ta đã sửa hẳn hiến pháp và bỏ cái lời nói đầu của cái hiến pháp đó đi. Cái thứ hai là phải gạt Nguyễn Cơ Thạch ra và cử tay này khác vào làm Bộ trưởng Ngoại giao. Sau đó thì họ đã bỏ, đã đưa ông Nguyễn Mạnh Cầm vào. Thế thì còn những cái nội dung khác ấy, thì nói rõ và nó thể hiện bằng những cái hiệp định của năm 2000 là những cái hiệp định về trên biển và trên đất liền, và mất không biết bao nhiêu trên biển, tức là hàng vạn cây số vuông, và mất trên đất liền là một mảng rất lớn ngay ở Mục Nam Quan. Sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã làm cho Cộng sản Việt Nam hoảng hốt. Họ tìm cách tái lập quan hệ với Trung Quốc, không ngoài mục đích cầu mong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bảo vệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam được sống còn. Trung Quốc tạo nhiều áp lực lên Đảng Cộng sản Việt Nam,
khiến cho Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch lúc bấy giờ đã phải thốt lên: một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu. Hội nghị Thành Đô đã gây ra cho Việt Nam nhiều thua thiệt, có thể nhận ra qua các hình thức sau đây. Nhượng bộ Trung Quốc trong Hiệp định Biên giới Đất liền năm 1999 và Thỏa thuận Phân chia đường biên giới tại Vịnh Bắc Việt năm 2000. Trung Quốc thúc đẩy mở cửa biên giới hai nước để Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Trung Quốc tiến hành chiến lược chào thầu thấp để thắng hầu hết các cuộc đấu thầu các dự án quan trọng. Sau đó, bằng mọi cách, họ đội giá thầu lên khiến cho chi phí xây dựng công trình đắt lên rất nhiều. Tất cả khoáng sản tiềm năng quan trọng của Việt Nam đều bị Trung Quốc thâu tóm. Hai dự án lớn về bauxit ở Tây Nguyên, Cộng sản Việt Nam cũng nhường thầu xây dựng trọn gói cho Trung Quốc. Dự án thép ở Vũng Áng cũng bị Trung Quốc mua lại. Riêng dầu khí ở Biển Đông, vì không hợp tác khai thác được, Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam để tự khai thác. Ngoài đội quân người Hoa đông đảo trên khắp lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc tổ chức một mạng lưới gián điệp dày đặc, thiết lập các cơ sở quốc phòng trên đất Việt Nam dưới danh nghĩa đầu tư và kinh doanh. Từ đó, Cộng sản Việt Nam mỗi ngày càng lún sâu vào kỹ đạo kiểm soát của Trung Quốc về chính trị lẫn kinh tế. Ngày hôm nay, họ e ngại công khai ủng hộ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cũng không dám liên minh với các nước khác. Ngày 20 tháng 7 năm 2014, từ Hà Nội, tướng Lê Duy Mật thuộc Quân đội Nhân dân đã gửi thơ cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đề cập đến thái độ thờ ơ của cấp lãnh đạo trước những hình thức thôn tính Việt Nam của Trung Quốc. Ông đã trích một đoạn quan trọng của thỏa hiệp Thành Đô như sau: phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Sự im lặng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tướng Lê Duy Mật kết luận: nguy cơ mất nước đang là sự thật. Từ vó ngựa đi xâm lấn các nước lân bang, tham vọng của Trung Quốc không ngừng mở rộng theo lịch sử. Và hôm nay, giấc mộng trăm năm của họ là trở thành một siêu cường thống lĩnh thế giới. Tham vọng của Trung Quốc được gói trọn trong cuốn sách Trung Quốc Mộng, đã phát hành vào đầu năm 2010. Tác giả cuốn sách là Đại tá Lưu Minh Phúc, hiện là giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh. Tác giả đã tóm tắt: số 1 thế giới là giấc mộng trăm năm của người Trung Quốc. Giấc mộng này được tập trung thể hiện trong lý tưởng phấn đấu của ba lãnh tụ là Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Tôn Trung Sơn là người đầu tiên thực hiện cách mạng dân chủ ở Trung Quốc. Mao Trạch Đông là người sáng lập nên nước Trung Hoa mới. Đặng Tiểu Bình là nhà thiết kế chiến lược cải cách mở cửa. Chiến lược của ba lãnh tụ nói trên đều có một đặc điểm chung, đó là mục tiêu quốc gia của Trung Quốc là phải trở thành số một thế giới. Từ năm 2009, chính sách ẩn nhẫn chờ thời của Đặng Tiểu Bình đã bị thay thế bởi một chính sách ngoại giao hung hăng, phô trương sức mạnh kinh tế và quân sự càng ngày càng phát triển của Trung Quốc. Chuyên gia nổi tiếng về Biển Đông của Phi Luật Tân, ông Richard Hederian nhận định: một Trung Quốc hiếu chiến đã muốn thiết kế lại kiến trúc về an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và theo đuổi giấc mộng bành trướng bất chấp tất cả. Để nắm quyền kiểm soát toàn bộ Biển Đông, Trung Quốc áp đặt đường chính đoạn xâm lấn chủ quyền trên biển của các nước Malaysia,
Philippines, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam. Bắc Kinh đang tiến hành cải tạo các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa đã chiếm được của Việt Nam và thường xuyên đưa tàu đến khiêu khích tại bãi đá ngầm Scarborough của Philippines và quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Trước thái độ ngang ngược của Trung Quốc qua những xung đột và tranh chấp với các nước trong khu vực, thế giới bắt đầu phản ứng. Trước ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 15 tháng 11, 2014, nói chuyện với sinh viên Úc tại trường Đại học Queensland, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ cần xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương nhằm tái cân bằng lực lượng tại khu vực chiến lược này. Ngày 5 tháng 12, 2014, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho công bố báo cáo nghiên cứu về đường chính đoạn của Trung Quốc, qua đó bác bỏ tính pháp lý và nhận định đường chính đoạn không có cơ sở pháp lý phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo báo Wall Street Journal vào ngày 30 tháng 6, 2014, ông Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Bộ Thông tin Úc đã chỉ trích Trung Quốc dùng sức mạnh cơ bắp với tất cả các nước láng giềng ở những thời điểm khác nhau. Theo ông, chính sách của Trung Quốc hoàn toàn phản tác dụng và ảnh hưởng tiêu cực đối với an ninh khu vực. Ông cho rằng Trung Quốc thật sự không có đồng minh nào trong khu vực ngoại trừ Bắc Triều Tiên. Chiến lược hung hăng của Trung Quốc đã khiến cho các quốc gia Đông Nam Á phát triển quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với các tác nhân bên ngoài. Một số nước trong khu vực trông đợi sự hỗ trợ chiến lược của Hoa Kỳ. Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng những gì xảy ra ở Biển Đông sẽ rất quan trọng đối với vùng biển Đông Bắc Á, nên họ đang tích cực xây dựng năng lực quốc phòng trong khu vực cùng lúc tìm cách yểm trợ cho Việt Nam và Phi Luật Tân. Ngày 14 tháng Giêng 2015, Nhật Bản loan báo một ngân sách quốc phòng cho tài khoá 2015-2016 là 42 tỷ Mỹ Kim, được xem là ngân sách lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản từ trước cho đến nay, nhằm đối phó với mối đe dọa càng ngày càng gia tăng đến từ Trung Quốc. Ngày 22 tháng 1, 2013, Phi Luật Tân đã khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về luật biển. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân Albert Del Rosario cho biết, nước này đã nộp 4.000 trang tài liệu, bao gồm các phân tích và bằng chứng văn bản cho vụ kiện Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế ở The Hague. Hồ sơ của Phi Luật Tân bao gồm tất cả những tài liệu, phát biểu của nhân chứng, chuyên gia và những bằng chứng khác mà Manila lấy làm cơ sở trong tiến trình xét xử. Ông Paul Reichler, luật sư biện hộ cho Manila trong vụ kiện, cho biết toàn bộ nhóm tư vấn pháp lý làm việc cho Phi Luật Tân đều tin rằng đây là một vụ kiện vững chắc. Có hai yếu tố chính đưa đến xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc là vấn đề tranh chấp phức tạp về biên giới và nhất là Trung Quốc đang muốn loại trừ chế độ thân Ấn Độ ở Tây Tạng. Chính phủ Ấn Độ cho hay, tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2014, Trung Quốc đã xâm phạm biên giới Ấn 334 lần. Do vị trí quan trọng về địa lý và tài nguyên năng lượng của Miến Điện, Trung Quốc không muốn vị trí chiến lược này rơi vào tay các cường quốc khác, nên họ đã đầu tư khai thác và tạo ảnh hưởng chính trị trên quốc gia này. Nhưng tướng Benatel cho rằng, Trung Quốc đã đánh giá thấp trào lưu dân tộc chủ nghĩa trong ban lãnh đạo Miến Điện. Theo tướng Benatel, sự kiện bà Aung San Suu Kyi vinh quang trở lại chính trường thể hiện quyết tâm của một bộ phận quân nhân Miến Điện muốn lật qua trang sử độc tài để thoát khỏi hiểm họa thực dân Trung Quốc. Trong 2 tháng 5 và 6 2010, một loạt các vụ đánh bom nhằm vào các công trường và cơ sở khí đốt và dầu mỏ của Trung Quốc ở Miến Điện. Ngày 30 tháng 9 2011, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen thông báo ngừng việc xây đập Mê Son để tôn trọng ý nguyện của dân chúng. Kể từ ngày 18 tháng 2, 2014, hàng chục ngàn người Đài Loan, chủ yếu là sinh viên, đã chiếm đóng tòa nhà Quốc hội Đài Loan. Những người biểu tình mang theo bông hoa hướng dương
biểu tượng của phong trào biểu tình với các khẩu hiệu đấu tranh vì dân chủ, hãy rút lại hiệp định thương mại. Họ phản đối Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã có ý định chấp thuận một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ khiến cho hàng vạn người Đài Loan mất việc làm, sẽ đưa đến mối đe dọa can thiệp chính trị từ Hoa Lục. Cuộc triển lãm hàng không Farnborough vào năm 2014 đã thu hút nhiều nhà sản xuất lớn tham gia triển lãm. Trong đó có máy bay chiến đấu hiện đại JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Khi phóng viên Trung Quốc hỏi về khả năng bán loại máy bay chiến đấu này cho Trung Quốc, ông Sebastian Carlson thuộc công ty Saab nói một cách cương quyết rằng loại vũ khí này tuyệt đối sẽ không bán cho Trung Quốc, cũng sẽ không tiến hành trao đổi công nghệ với Trung Quốc. Câu chuyện điển hình này phản ánh cái nhìn lo ngại của thế giới về hình ảnh đe dọa của Bắc Kinh một khi sở hữu vũ khí chiến lược này trong tay. Việt Nam cần Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc cần Việt Nam. Trung Quốc cần Việt Nam nhất là ở trong vòng ảnh hưởng của mình, đừng đi với Mỹ, đó là cái quan điểm Mỹ cần nhất. Thế còn ông Việt Nam ấy, thì cần Trung Quốc là về vấn đề kinh tế, vấn đề cần Trung Quốc là bởi vì hỗ trợ về phương diện ý thức hệ, và cần Trung Quốc để chống cái mà họ vẫn tin tưởng là họ vẫn sợ là cái diễn biến hòa bình. Cái lần vừa tôi vừa về Việt Nam vừa rồi đó, thì tôi thấy cái khuynh hướng mà cứng rắn với Trung Quốc đó, bất mãn với Trung Quốc nó cao hơn lần trước rất nhiều. Vấn đề đặt ra là như vậy thì làm thế nào để thoát cái đó? Thì tôi nghĩ rằng là trước hết là muốn làm thế nó có nhiều chuyện lắm, phải làm ít nhất là có 3 điều chỉnh. Cái điều thứ nhất là phải tự mình phải có thực lực đã, phải khỏe đã, trong nước phải khỏe đã, nội bộ phải khỏe đã. Điểm thứ hai là vì mình thì tối với nước khác nó yếu, mình phải có chính sách ngoại giao mềm dẻo mà tôi nghĩ họ tính cho đó. Nhưng mà phải có một đối lực, mà đối lực đó là phải đối lực khả tín, có khả năng. Ví dụ đối Việt Nam thì thấy rất là thoải mái với cái ASEAN đó. Nhưng mà ASEAN thì quá yếu để mà có thể đối lực được. Việt Nam cũng rất thoải mái với Ấn Độ, nhưng mà cũng phải đối lực được. Thành ra phải có đối lực, thứ nhất là đối lực phải có thể khả tín, có trọng lượng thì mới được. Thế cái điều đó là thứ điểm thứ hai. Điểm thứ ba đó là cái liên hệ Việt Nam đó, nó củng cố rất nhiều bởi vì liên hệ ý thức hệ. Nếu mà cắt cái liên hệ ý thức hệ đó ấy, thì là tương đối nó gọi là thoải mái hơn để có thể hành động dễ dàng hơn. Điều đó không nghĩa làm tất cả cái đó là thành công, nó đòi hỏi một sự lãnh đạo rất là tài giỏi. I think that Vietnam can become independent and in fact, tôi cho rằng Việt Nam có thể độc lập được. Về mặt chiến lược, Việt Nam sẽ có lợi hơn nếu liên minh giữa các thế lực phương Tây như Hoa Kỳ để cân bằng lực lượng phía Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế là Việt Nam vẫn còn theo chế độ cộng sản và tầng lớp lãnh đạo cộng sản vẫn muốn được sự ủng hộ và đồng tình của giới lãnh đạo Trung Quốc. Vì thế, họ mới gần với nhau. Hiển nhiên là một sự thay đổi trong chế độ cộng sản ở Việt Nam sẽ đưa Việt Nam đến gần phương Tây hơn và xa rời Trung Quốc hơn. Lúc đó, Trung Quốc và Việt Nam sẽ không còn nhiều điểm tương đồng nữa. Hiển nhiên là cuộc tranh chấp sẽ phải được giải quyết qua phương thảo, bởi Trung Quốc không thể đòi hỏi phần Biển Đông theo ý riêng của họ mà không kể đến những yêu cầu chủ quyền của các nước khác. Làm như vậy thì Trung Quốc sẽ phải dựa vào sức mạnh quân sự của mình, mà như thế thì các nước Á Đông kia sẽ bị đẩy vào tay phương Tây, và Việt Nam cũng có thể sẽ phản ứng tương tự. Do vậy mà con đường độc nhất là phải giải quyết một cách hòa bình, bởi vì sẽ không có một cơ chế nào để làm khác đi. Tôi nghĩ là không bên nào có lợi ích nếu cuộc tranh chấp leo thang, và rõ ràng là sự tranh chấp phải được giải quyết qua thương lượng đa phương. Nếu không thì Trung Quốc sẽ có lợi thế lớn khi thương thuyết tay đôi với từng nước, bởi vì Trung Quốc luôn có sức mạnh áp đảo hơn. Well, in 1990, when Vietnam sought rapprochement with China, it proposed the following. Năm 1990, Việt Nam tìm cách sáp lại gần để trở thành một liên minh Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc bảo rằng
đồng chí, không phải đồng minh. Qua câu nói này, Trung Quốc muốn chứng tỏ là một cường quốc. Từ đó Việt Nam trở thành một chư hầu trung kiên của Trung Quốc, có cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Năm 1992, khi Trung Quốc ký kết với công ty Quest Energy, tìm cách đưa một dàn khoan vào thăm dò dầu mỏ ở bãi Trạm An thuộc quần đảo Trường Sa, thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về chuyện này. Tờ Kinh tế Viễn Đông trích một nguồn tin cao cấp nói rằng Trung Quốc dùng xã hội chủ nghĩa như sợi dây thừng để trói tay Việt Nam. Việt Nam dùng ý thức hệ để lấy lòng Trung Quốc. Từ khi nối lại bang giao, họ đã tạo được một đối tác chiến lược toàn diện, dẫn đến hai đảng có những quan hệ hợp tác lâu dài ở tầm mức quốc gia. Do đó Việt Nam đã nghĩ rằng họ có thể dàn xếp cuộc tranh chấp ở Biển Đông bằng cách dựa lên ý thức hệ và chiều theo ý Trung Quốc, đồng thời có thể hưởng lợi về mặt kinh tế. Nhưng dàn khoan 981 được hạ đặt, nó đảo ngược tất cả những quan hệ trước đó, và hai nước mất tin tưởng về chiến lược của nhau. Hôm nay Việt Nam vẫn còn đang tranh cãi về chuyện này. Tôi đã nói đùa với mấy người bạn Việt Nam là nếu Việt Nam đi con đường xã hội chủ nghĩa, thì nên là xã hội chủ nghĩa đặc trưng Việt Nam thay vì Trung Hoa, để đem những lợi ích dân tộc Việt Nam vào trong đó. Lợi ích dân tộc là một vấn đề tranh cãi trong ngôn ngữ hàng ngày ở Việt Nam, vì nó không hẳn là đi đôi với quyền lợi của công nhân và các lực lượng xã hội trong nước. Vào năm 2003 và rồi năm 2013, Việt Nam xác định Trung Quốc và Hoa Kỳ là những quốc gia cần hợp tác, có thể là vừa hợp tác vừa phải đấu tranh hay thậm chí đối đầu. Tuy nhiên, năm 2013, trong một nỗ lực nhìn lại, họ tự hỏi không hiểu họ có áp dụng quan điểm đó một cách hữu hiệu hay không. Đến hôm nay, Việt Nam nghĩ rằng họ không có khả năng đối phó với Trung Quốc, trong khi cần củng cố quan hệ với Hoa Kỳ không phải vì những mục đích chiến thuật tức thời, mà vì những mục tiêu dài hạn như mở rộng kinh tế qua việc gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và đi tìm tất cả những lợi ích khác như giáo dục, khoa học kỹ thuật. Tất cả chỉ là những chuyện đãi bôi. Vì ý thức hệ, Việt Nam rụt rè không dám tiến tới. Họ dựa vào xã hội chủ nghĩa trong việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Nhưng mặt trái của đồng tiền là Trung Quốc muốn đó phải là xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng Trung Hoa. Trong đó Trung Quốc đóng một vai trò vượt trội. But the obverse of the coin is socialism with Chinese characteristics, and that is dominance by China. Sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2012, phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ sự tin tưởng vào những bước đi vững chắc của thế hệ lãnh đạo mới. Nhưng dư luận không thể không lưu ý đến hệ thống chính trị bảo thủ cố hữu của Trung Quốc, nay không còn phát huy tác dụng nữa. Trung Quốc đang đối diện với một nội tình đầy phức tạp, những rạn nứt nghiêm trọng. Đằng sau sự phát triển sức mạnh quân sự để trở thành một cường quốc là nguy cơ khủng hoảng về kinh tế và chính trị có thể xảy ra trong một tương lai không xa. Theo bản tin của Đài Voa, kể từ năm 2009, 118 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc tại quê hương họ. Những người tự thiêu kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương và nhà cầm quyền Hoa Lục trả tự do cho người Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc xem những hành động này là một âm mưu chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người đi theo ngài, nhằm gây bất ổn tại Tây Tạng và làm mất uy tín những chương trình hiện đại hóa của Bắc Kinh tại đây. Ngày 30 tháng 5, 2011, hàng trăm người thiểu số dân tộc Mông Cổ đã xuống đường phản đối chính quyền tại thành phố thủ phủ Ho Hot. Những người biểu tình tại quảng trường Tân Hoa đã dâng biểu ngữ hô hào các khẩu hiệu bảo vệ thảo nguyên. Vì nhu cầu khổng lồ về than đá để phục vụ sản xuất, Trung Quốc đang đẩy mạnh ngành khai thác mỏ than ở khu vực giàu khoáng sản của Nội Mông. Tuy nhiên, theo New York Times, việc khai thác khoáng sản ở Nội Mông không đem lại lợi ích gì cho người Mông Cổ thiểu số, mà còn gây ra những tác hại về môi trường, ép buộc người dân di dời nơi ở và làm mất đi bản sắc văn hóa du mục đặc thù của họ.
ngày 12 tháng 7, 2009, tại thủ đô Tân Cương, một cuộc đấu tranh đã nổ ra sau khi công an Trung Quốc bắt giữ 1.434 nghi can và áp đặt một hệ thống an ninh quy mô nhằm trấn áp mọi hành động phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Ngày 13 tháng 7, 2009, một nhóm khoảng 200 phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đã bao vây một trụ sở chính quyền tại thủ đô Tân Cương, đòi phải thả những người đàn ông đã bị bắt trong cuộc xô xát giữa người biểu tình và công an ngày hôm trước. Ngay lập tức, họ đã bị hàng trăm binh sĩ vũ trang đàn áp. Theo lời Giám đốc Hội Ân xá Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương, 3 năm sau, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục dập tắt những tiếng nói phản kháng tại Tân Cương. Tại Hồng Kông, người dân đã dám công khai chống lại phán quyết do Bắc Kinh đưa ra. Một học sinh tên Hoàng Chí Phong đã cùng với các bạn thành lập một phong trào có tên là Học Dân Tư Triều, nhằm tranh đấu chống lại âm mưu chính trị hóa giáo dục của Trung Quốc tại Hồng Kông. Hoàng Chí Phong đã thức tỉnh được đông đảo học sinh và sinh viên Hồng Kông, dẫn đến các cuộc biểu tình với mục tiêu chính trị cao hơn, phản đối bầu cử áp đặt của nhà cầm quyền Hoa Lục. Tối ngày 26 tháng 9, 2014, hàng ngàn thanh niên đã xuống đường tại khu vực trung tâm kinh tế, tài chính, nơi có văn phòng chính quyền Hồng Kông. Làn sóng cách mạng hoa dù sau đó đã lan qua những khu vực khác, làm tê liệt phần lớn việc lưu thông trong thành phố. Bốn tài tử điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông là Lưu Đức Hòa, Trương Gia Huy, Châu Nhuận Phát và Lương Triều Dĩ đã lên tiếng ủng hộ phong trào và kêu gọi Bắc Kinh không đàn áp. Ngay cả Đức Hồng Y, Chu Xe, Trần Nhật Quân cũng xuống đường ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Các phong trào phản kháng liên tục nổ ra tại những lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc tại Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cho thấy rằng Bắc Kinh đang chứng kiến người dân các nơi này không ngừng chống lại hệ thống lãnh đạo độc tài của Bắc Kinh. Hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự nối dài của chế độ phong kiến Trung Hoa, nơi mà giới lãnh đạo không do người dân bầu lên mà bằng hai phương cách. Một là cha truyền con nối, hai là thanh trừng lẫn nhau. Từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông, trong nội bộ đảng luôn luôn xảy ra những cuộc thanh trừng đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực. Tờ Le Monde tại Pháp đã viết về cuộc thanh trừng khốc liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra với tiêu đề Trung Quốc, cuộc hạ bệ những con hổ. Có đến 300 người bị bắt giam và 10 tỷ Mỹ Kim tài sản bị tịch thu. Le Monde điểm lại các diễn biến chính của cuộc thanh trừng, khởi đầu là vụ bắt giữ nhân vật số 2 Lý Xuân Thành của tỉnh Tứ Xuyên tháng 12, 2012, cho đến vụ nhà sản xuất phim Lý Minh bị tử vong sau khi bị các thanh tra nội bộ đảng thẩm vấn vào tháng Giêng 2014, đến cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang. Le Monde so sánh chiến dịch tiêu diệt cả ruồi lẫn hổ của Tập Cận Bình với cuộc thanh trừng quy mô được Mao Trạch Đông từng dùng để loại trừ các đối thủ, với hàng trăm nghìn người bị giam cầm. Rất nhiều trong số đó bị tra tấn hành quyết. Cuộc thanh trừng được kể lại trong cuốn Thảm kịch của cuộc giải phóng, lịch sử của cách mạng Trung Quốc 1945-1957 của nhà sử học Frank Decotter, vừa ra mắt năm 2013. Nhờ kinh tế phát triển, tầng lớp trung lưu tại Hoa Lục gia tăng, nhưng họ vẫn bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Giới trí thức Trung Quốc ngày càng thức tỉnh và lên tiếng chống đối chế độ, tiêu biểu như giáo sư Lưu Hiểu Ba, họa sĩ Ngải Vị Vị, luật sư Khiếm Thị Trần Quang Thành, luật sư Cao Trí Thịnh, nhà văn Nhan Vân Phi, nhà văn Đàm Tắc Nhân. Ông Sao Giang sống sót sau cuộc tàn sát đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989, nay là một blogger nổi tiếng trên trang điện tử Ân Xá Quốc Tế, đã nhận định rằng nhà cầm quyền dùng bạo lực để tạo ra thảm sát Thiên An Môn mỗi ngày trên đất nước này. Cuốn phim Trung Quốc Tự Do, Niềm Tin Can Đảm đã ra mắt khán giả ở Los Angeles và New York. Bộ phim kể lại câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp, Jennifer Chen và tiến sĩ Jack Lee.
Pháp Luân Công chủ trương độc lập với nhà nước và từ chối theo đường lối đảng. Pháp Luân Công có hệ thống niềm tin vào sự hồi sinh và truyền thống của tôn giáo Trung Hoa và còn được rất nhiều đảng viên và viên chức quân đội theo tập. Từ năm 1999, ước tính có đến hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị đưa vào trong các nhà tù trại cải tạo lao động. Họ bị tra tấn dã man, thậm chí còn bị mổ sống để lấy nội tạng. I'm here today on behalf of more than 77 million Chinese people who have chosen to quit the Communist Party and its related organizations, and the 1.3 billion Chinese who yell to be free. Free to think, free to speak, free to write, free to gather, and freedom to believe. Nhờ sự phát triển vượt bậc, Trung Quốc trở thành người khổng lồ vượt quá khuôn khổ và khả năng của họ. Từ đó, đã hành xử theo tham vọng bành trướng, bất chấp mọi thủ đoạn và những hậu quả xảy ra cho chính họ và cho thế giới. Chết bởi Trung Quốc là cuốn sách cảnh báo về hiểm họa đến từ Trung Quốc. Mở đầu tác phẩm, giáo sư Peter Navarro viết, đây là hiểm nguy rất thực mà giờ đây tất cả chúng ta phải đối mặt khi quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế sẽ sớm trở thành lớn nhất thế giới này đang nhanh chóng biến thành sát thủ tàn độc nhất hành tinh. Trong cố gắng lấy lại thiện cảm của thế giới, từ năm 2004 cho đến nay, Trung Quốc đã lập ra hơn 400 học viện khổng tử tại 120 nước trên thế giới dành cho các chương trình dạy tiếng Hoa và giới thiệu văn minh Trung Hoa. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, các cơ sở này đã bộc lộ những mục đích chính trị. Trong năm 2014, Hiệp hội các giáo sư Đại học Hoa Kỳ đã hối thúc các trường đại học Tây Phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng tử của Trung Quốc. Hiệp hội nói rằng Học viện Khổng tử hoạt động như là một công cụ của nhà nước Trung Quốc và không tôn trọng tự do học thuật. Bà John Topher Dreyer, chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Đại học Miami, nói với tờ New York Times, Trung Quốc thường xuyên yêu cầu các trường đại học Hoa Kỳ nếu muốn được trợ giúp thành lập Học viện Khổng tử thì không được thảo luận về Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng không được đề cập đến các vấn đề như Tây Tạng, Đài Loan. Cuối năm 2014, các trường đại học University of Chicago và Pennsylvania State University đã quyết định chấm dứt chương trình hợp tác với Viện Khổng tử. Tại Canada, trường đại học McMaster University tại Ontario quyết định đóng cửa Viện Khổng tử đã được thành lập từ năm 2008 vì thấy rằng việc tuyển chọn giáo sư phải được sự đồng ý của phía chính quyền Trung Quốc. Trong khi các trường đại học trên thế giới đóng cửa các học viện khổng tử, thì ngày 27 tháng 12, 2014, Việt Nam lại cho Trung Quốc mở học viện này tại trường Đại học Hà Nội nhân chuyến viếng thăm Việt Nam 3 ngày của Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, ông Du Chính Thanh. Nhận diện về Trung Quốc hiện nay, một đất nước đang phát triển nhưng lại tham vọng thống trị thế giới, tranh chấp quyền lực nội bộ gay gắt trong lúc nền tảng xã hội đã rạn nứt, tăng cường phát triển quân sự quy mô nhưng có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Theo Nguyệt Sang Tự do Ngôn Luận số 211, thì ngày 14 tháng 1 năm 2015, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ tại Trung Quốc đã tổ chức họp báo nhân ngày kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung. Ông nói, đây là dịp quan trọng để hai nước nâng cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện. Ban giao Trung-Việt khởi đầu từ tháng 1 1950, khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hoàng Minh Giám và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Chu Ân Lai thay mặt hai chính phủ gửi công hàm đề nghị thiết lập quan hệ, lợi dụng khối viện trợ quân sự to lớn cho Hà Nội để đánh Pháp rồi đánh Mỹ, dưới danh nghĩa giành độc lập cho Việt Nam, lợi dụng lòng tin mù quáng của Hồ Chí Minh vào chủ nghĩa Cộng sản, Trung Quốc đã lấn chiếm ải Nam Quan, tiền đồn chốt chặn ngàn đời của nước Việt. Bước đầu tiên của Cộng sản Việt Nam là tiến hành cuộc cải cách ruộng đất, theo chỉ đạo của Trung Quốc nhằm tước đoạt đất đai của dân chúng.
Từ đó, nền kinh tế của Bắc Việt bị kiệt quệ, phải nhận viện trợ của Bắc Kinh nhằm thực hiện cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là cuộc đàn áp các văn nghệ sĩ qua phong trào Nhân Văn Giai Phẩm nhằm tiêu diệt văn hóa Việt, mở đường cho văn hóa Cộng sản tràn vào. Cuộc thống trị tiến thêm một bước với công hàm Phạm Văn Đồng ký năm 1958 nhằm tước bỏ chủ quyền nước Việt trên các quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, Cộng sản Việt Nam đã không có một phản ứng nào xác định chủ quyền. Ngược lại, đã cho Hoàng Tùng, tổng biên tập báo Nhân Dân giải thích như sau. Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa, nên đã nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này, mình thống nhất đất nước rồi, phía bạn sẽ trả cho mình. Qua Hiệp ước Phân định Biên giới năm 1999, Trung Quốc nuốt trọn Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Chốc, gần 1.000 km vuông đất liền, và Hiệp ước Phân định Lãnh hải năm 2000, tái phân định, đã phủ trùm lên lãnh hải của Việt Nam. Dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, qua tuyên bố Việt Trung năm 2001 rồi đến 2008, Cộng sản Việt Nam mở cửa cho Trung Quốc vào yếu huyệt Tây Nguyên qua vỏ bọc khai thác bauxit. Ngày nay, thường dân Trung Quốc tự do đi vào Việt Nam sinh sống, lập làng xã, xây phố thị từ Nam chí Bắc, tạo nên mối đe dọa đến truyền thống và an ninh cho xã hội Việt Nam. Lúc 14 giờ Bắc Kinh ngày 17 tháng 10 năm 2013, tại phòng thành Quảng Tây, Thiếu tướng Vũ Đông Lập chỉ huy Bộ Biên giới Quốc phòng, Bộ Công an Trung Quốc và Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đã cùng ký vào một văn bản có tên là Hợp tác biên giới ba cơ chế với nội dung: thứ nhất, Trung Quốc Việt Nam hợp tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thứ hai, Trung Quốc Việt Nam hợp tác Bộ Quốc phòng; thứ ba, Trung Quốc Việt Nam hợp tác Cục Quản lý Biên phòng. Diễn tiến cuộc họp cho thấy phái đoàn Trung Quốc tự cho mình đứng trên đầu chủ nhà Việt Nam và tự công bố hồ sơ hợp tác, đưa ra phương thức trách nhiệm giữa Trung Quốc Việt Nam như là một áp lực buộc Việt Nam thực hiện và duy trì sự ổn định trong khu vực biên giới. Về sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cho truyền thông báo chí Việt Nam loan tải. Cũng như các Chinatown trên thế giới được xây dựng dành cho người Hoa, Đông Đô Đại Phố tại Bình Dương là trung tâm thương mại quy mô với đầy đủ các dịch vụ kinh doanh thương mại. Đông Đô Đại Phố được thiết kế theo nét kiến trúc truyền thống của người Hoa. Trên các trang mạng, nhiều người đã nhận xét, trong khi tên gọi Đông Đô Đại Phố không mang một ý nghĩa nào của Việt Nam, thì lại có cả một trung tâm hành chính bên trong. Qua Đông Đô Đại Phố, không ai có thể phủ nhận Trung Quốc đã đem chính trị vào văn hóa và thương mại. Bất chấp dư luận, Cộng sản Việt Nam vẫn chấp nhận cho Trung Quốc tiến hành xây dựng dự án. Sau 60 năm ban giao Việt Trung, Việt Nam đã mất đất, mất biển, mất chủ quyền, đang lệ thuộc Trung Quốc gần như mọi lĩnh vực. Gia tài của mẹ ai đã bán đi, gia tài của mẹ còn lại những gì? Hoàn Trường Sa nay sẽ về đâu? Rừng Trường Sơn nay có còn không? 40 năm nhìn thấy những gì? Một chính quyền kết cấu lừa dân. Trong suốt 25 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh là họ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng. Cái đời thứ nhất là ông Nguyễn Văn Linh sang bên thành đô của Trung Cộng để mà họp với Giang Trạch Dân và đã bằng lòng không có nhắc lại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, không có nhắc lại cái cuộc chiến tranh ở Hoàng Sa, quân đội Trung Cộng chiếm của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Đến cái đời thứ hai là ông Đỗ Mười thì cam kết với Trung Cộng là duy trì chủ nghĩa cộng sản. Cái đời thứ ba là ông Lê Khả Phiêu đã bằng lòng cắt đất nhượng biển cho Trung Cộng. Cái đời thứ tư là cái đời của ông Nông Đức Mạnh đã bằng lòng
để cho Trung Cộng vào khai thác bauxit và nắm hầu hết các dự án kinh tế của Việt Nam. Cái đời sau cùng bây giờ là đời của Nguyễn Phú Trọng, đã hợp thức hóa tất cả những cái sự thỏa thuận của bốn đời Tổng Bí thư kia để cho Trung Cộng được quyền hợp tác cùng phát triển trên Biển Đông, có nghĩa là đào dầu ở trên Biển Đông của Việt Nam. Bây giờ muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một cái giải pháp duy nhất là toàn dân Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam ở trong nước, phải đứng lên lật đổ bạo quyền của Cộng sản Việt Nam thì mới cứu vãn được đất nước. Bài viết mới đây của Đại tá Phạm Quý Dương với tựa đề Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc đã trưng dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nhờ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng được đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Một tuyên bố lịch sử khác của Lê Duẩn xác nhận vai trò của Cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Bất hạnh thay cho dân tộc Việt Nam. Thay vì hướng về các tiền nhân của lịch sử, Hồ Chí Minh lại đặt lòng tin vào các lãnh tụ Cộng sản qua câu nói: ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được. Qua 70 năm cướp chính quyền và cai trị đất nước, trải qua 12 tổng bí thư thay tên nước hai lần, Đảng Cộng sản Việt Nam mở một cuộc chiến tranh sát hại hàng triệu sinh mạng chỉ để phục vụ cho Cộng sản quốc tế quay lưng lại với quyền lợi tối thượng của dân tộc. Trong quá khứ nó đem quân qua nó đánh, thì dân tộc Việt Nam chúng ta, cả vua tôi, cả dân chúng và nhà quyền và triều đình chống lại, đều chống lại. Cho nên lúc đó Trung Quốc không làm gì được, đành phải tháo lui bỏ chạy, mà lịch sử đã chứng minh điều đó. Nhưng bây giờ đó thì người ta lại không đưa quân đánh nữa, mà nó đánh bằng kinh tế, nó đánh bằng chính trị, nó đánh bằng cái đời sống xã hội, nó đánh bằng những cái việc nó đưa qua đây, nó khai thác những chuyện này, những cái chuyện đó, đưa người qua Việt Nam rồi đánh bằng một cái chế độ Việt dân Cộng sản đang sẵn sàng tiếp tay cho nó đưa qua Việt Nam mình. Thì tôi cho đây là một giai đoạn nguy hiểm nhất của dân tộc mình. Và cho đến giờ này, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Hà Nội đó, thì vẫn cho rằng là hậu phương của mình là Bắc Kinh, chứ không phải là người dân. Thì vì yếu tố ý thức hệ Đảng Cộng sản Việt Nam đó là nương tựa vào Trung Quốc, thành ra mặc nhiên đã áp dụng cái chiến lược phát triển y hệt như Trung Quốc, và cũng sẽ bị khủng hoảng như Trung Quốc. Từ nay đến đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đó làm cho đất nước Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Lãnh đạo của Việt Nam đó lại còn mở cửa cho Trung Quốc ao ạt đầu tư vào một số những cái dự án mang cái tính chất chiến lược về an ninh cho đất nước Việt Nam. Cái tai họa kinh khủng hơn nữa đó là người Việt Nam đó không được quyền quyết định về cái vận mệnh của mình, tại vì do lãnh đạo của Hà Nội quyết định, và lãnh đạo Hà Nội quyết định đó là theo những cái hướng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ đến trong một cuốn sách cổ của Trung Quốc, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, nó có một cái chương, một cái đoạn gọi là cắp hòm hay cắp nít hay là cắp dương đó. Một cái anh nhà giàu đó sợ rằng là tài sản của mình đó là bị trộm cắp hết, thành ra anh đóng đai tất cả, anh gom vào trong một cái dương và anh đóng đai thật chặt, và đến khi kẻ trộm nó vào đó thì tiện của nó chỉ cần ôm cái dương nó đi thôi, phải là biết cái dương nó không bung vào được. Nó là một thứ ngụ ngôn, nhưng mà cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng đai toàn dân vào trong một cái hòm và trao cho Trung Quốc. Tôi thấy cái tội ác lớn nhất là khi tham quyền, có khi tham vọng làm độc tài, trong khi lúc mà dân không ưa như vậy phải giết những người mà sẽ không chịu hào cho mình. Thành ra cái tội đó theo tôi là bắt đầu
nở ra lớn là 45-46. Tức là lúc 45 thì Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh cam kết với Pháp để hợp tác với Pháp, để cho Pháp công nhận là Đảng Cộng sản với cái hình thức Việt Minh và ông Hồ Chí Minh là lãnh đạo chính đảng nhất của người Việt Nam. Rồi sau đó Đảng Cộng sản đã giết bao nhiêu người, Trương Tử An ai giết của Đại Việt, Lý Đô Ma của Duy Dân ai giết, Đức Huynh Giáo Chủ ai giết. Từ lúc 75 đến bây giờ, cái chế độ Cộng sản không có tạo ra một cái nền đạo đức, lương tâm cho người Việt Nam. Nên tôi thấy cái người Việt Nam nhất là người trẻ, họ chỉ thấy là hoàn cảnh của họ là chạy theo tiền bạc, chạy theo quyền lợi, chỉ lo cho mình thôi. Nên rồi họ có thể họ mất phần lớn những cái gì quý tốt của cái văn hóa và dân tộc của người Việt Nam. Nên rồi cái ảnh hưởng của Cộng sản đối với cái nền trí tuệ, cái nền đạo đức của một cái dân tộc nào là coi như là một cái tội ác. Việt Nam sẽ đi về đâu khi những người cai trị đã không có khả năng bảo vệ nền độc lập, không đủ tầm nhìn để phát triển kinh tế, mất phương hướng xây dựng tương lai đất nước. Độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn cứ mãi nằm trên các biểu ngữ tuyên truyền. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay được nhận diện như là một tổ chức khủng bố người dân của mình, nhưng lại thần phục Bắc Phương để duy trì quyền lực của đảng và lợi ích phe nhóm. Trước thảm họa Bắc thuộc đang sừng sững trước mắt người dân Việt, một bạn trẻ đã sáng tác ca khúc Việt Nam tôi đâu? Đó chính là câu hỏi mà Đảng Cộng sản phải trả lời cho người dân và lịch sử. Quang Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay sống giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngỡ trước ngoài xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông. Dân tộc Việt Nam đã gánh chịu một quá khứ đau thương qua hàng ngàn năm dưới ách đô hộ của Trung Hoa, nhưng vẫn nhất quyết không bị Hán hóa, luôn luôn nuôi ý chí đánh đuổi quân đô hộ. Thì cái chiến công đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ tới là cái chiến công của đại danh tướng Lý Thường Kiệt với cái trận chiến mà đánh tan tành Trung Quốc, Châu Ung, Châu Liêm của Trung Quốc, đã chém bay đầu đô giám Quảng Tây là Trương Thủ Thiết, chiếm hai Châu Ung, Châu Liêm đến nỗi mà Tống Thần Tông, tức là vua của Tống, sững sờ chỉ 8 ngày sau mới hoàn hồn. Đó là sử Trung Quốc viết. Vội triệu cái tướng Quách Quỳ là cái tướng thiện chiến đương chấn ở Ải Mặt Bắc về, và Quách Quỳ đem quân sang xâm lược Việt Nam, và trận chiến xảy ra sông Như Nguyệt, và chúng ta có cái bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc, tức là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Cái trận chiến thứ hai trong lịch sử nhân loại thì quý vị biết đạo quân Nguyên Mông là thiện chiến nhất, bất khả chiến bại, đã đánh từ Á sang Âu, nhưng mà sang Việt Nam, một nước Đại Việt nhỏ bé, thì bị Hưng Đạo Đại Vương Phúc Công Tiết Chế 3 lần đánh bại. Cái điều này được các nhà sử học của toàn thế giới họp tại Anh Quốc đã công nhận Đức Trần Hưng Đạo là một danh tướng của thế giới. Cái trận chiến thứ ba đó là Đại Đế Quang Trung cầm quân năm 23 tuổi, không những về bộ chiến mà thủy chiến, và Nguyễn Huệ đã chỉ huy cái trận chiến đánh tan 50,000 quân Hậu. Rồi cái trận chiến mà giải phóng thằng Tăng Long, tốc chiến tốc thắng, thần kỳ trong lịch sử, một cuộc hành quân mà chưa xảy ra trên toàn thế giới, đã đẩy lui 29,000 quân Thanh và đã tạo ra một cái chiến tích huy hoàng nhất. Bình Ngô Đại Cáo, Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt
thời nào cũng có. Hai câu thơ Bình Ngô Đại Cáo đã nói lên tinh thần bất khuất chống ngoại xâm. Suốt trong lịch sử dân tộc không hề thiếu các vị anh thư anh hùng. Đó chính là những ngọn lửa Việt. Ngày hôm nay, dù bị Cộng sản cấu kết với ngoại bang đàn áp khốc liệt, nhưng những ngọn lửa Việt vẫn không bị dập tắt. Khi âm ỉ trong bóng tối, khi bùng cháy công khai, ngọn lửa hung đúc lòng yêu nước, thắp sáng lịch sử và cũng cảnh báo kẻ thù sẽ thất bại trước sức mạnh của dân tộc. Cụ Phan Chu Trinh kêu gọi người Việt Nam làm ba việc: phấn dân khí, khai dân trí và hậu dân sinh. Phấn dân khí tức là làm cho cái trí khí của người dân nó mạnh lên. Khai dân trí có nghĩa là gia tăng cái hiểu biết. Và hậu dân sinh là cải thiện công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp. Cần phải đi tìm tòi cái kiến thức ở bên ngoài cái phạm vi sách vở nhà trường. Song song với những kiến thức tổng quát là phải trau dồi kỹ thuật, học hỏi những cái nghề nghiệp nào cho đến nơi đến chốn. Những người bạn trẻ trong nước đã hy sinh, đã tranh đấu và đã có lý tưởng thì tiếp tục phải giữ trái tim của mình cho dân tộc, cho quốc gia. Không đảng phái nào có thể trường tồn bằng quốc gia, bằng dân tộc, bằng tiếng nói của mẹ đẻ của chúng ta. Với những anh em trẻ đó, thì tôi cho rằng là nó có hai lĩnh vực mà chúng ta nên quan tâm. Có thể trước mắt nó không có giải quyết được vấn đề sinh kế, cơm ăn áo mặc. Thí dụ như kiến thức về tiếng Anh hay là về máy vi tính vân vân, về những cái khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng mà nó cần thiết, đó là địa dư. Chúng ta phải học lại để nhìn rõ, tại vì cái đó nó chi phối kinh tế. Thứ hai đó là lịch sử, chúng ta phải học lại lịch sử, tại vì cái đó nó chi phối những cái lĩnh vực chính trị ngày hôm nay. Tuổi trẻ là sẽ là những người quyết định và điều hướng cho kế hoạch phát triển của Việt Nam trong tương lai. Thì xin các em nghĩ về tương lai, nghĩ về đất nước, hồn thiêng sông núi phải giúp đỡ cho các em để đem cái nguồn nước trong lành về lại cho lòng dân tộc. Và đem cái mảnh đất, đem cái tiếng sáo diều đồng quê, đem lại cái mộng ước thanh bình cho người dân, đặc biệt là nông dân và công nhân. Trong cái phong trào lên tiếng thì chúng ta thấy đáng khâm phục là tuổi trẻ lên tiếng trước. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đây là người Việt Nam, ở Việt Nam và cũng nói luôn Việt Nam hay ngoài, mất nước là mất nước của chúng ta, của người Việt Nam. Thì tôi nghĩ cái sự lên tiếng đó phải rộng lớn hơn, phải đồng loạt hơn, phải mãnh liệt hơn. Hoàng Vĩ Kha khi đặt chân tới Hoa Kỳ đã được tiếp xúc với lại những cái nền giáo dục mới, khác hơn. Thành ra Hoàng Vĩ Kha có được cái điều kiện để mà đối chiếu những điều mình đã học trong nước. Cái kiến thức là cái rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta có được kiến thức thì chúng ta sẽ hiểu được mọi khía cạnh của vấn đề, có thể xử lý được mọi vấn đề, dù cho những cái nỗi sợ. Nhưng nếu các bạn có kiến thức thì các bạn có thể vượt qua được cái nỗi sợ đó. Theo tôi là phải học lịch sử của Việt Nam, phải biết rõ người Việt Nam, nam nữ, có cái gì đặc biệt. Thứ hai nữa, giới trẻ phải nắm chắc người Việt Nam có cái gì quý, có cái gì đặc biệt, có cái gì có danh dự, có cái gì họ đóng góp cho nhân loại. Thì phải biết cái đó để mình có cái tự ái, để mình có cái lý do là bảo vệ cái tổ quốc của mình. Thì các cô gái Việt Nam cũng có thể đóng góp cái việc mà lấy lại Độc Lập, cái việc mà đem hạnh phúc cũng nhờ cô gái cũng như là các anh. Tại vì người Việt Nam, một cái đặc điểm của người Việt họ tên là Phúc Đức Tài Mẫu. Thế nên là các phụ nữ, các bà cô gái, các bà mẹ cũng có cái vai trò
để giáo lại cho con cháu những cái gì quý mà tổ tiên đã để lại. Các bạn muốn đấu tranh thì các bạn phải biết rằng các bạn phải chấp nhận ở tù. Đó là điều thứ nhất, bởi vì chúng ta không biết trước được vấn đề có thể chúng ta sẽ phải ở tù bởi vì sự đàn áp lúc nào cũng diễn ra. Thứ hai là các bạn phải trang bị cho mình những cái kiến thức vững chắc về cái đường hướng mà các bạn cảm thấy là cái khả năng mình ở đâu, thì các bạn phải trang bị cho cái điều đó. Và đồng thời một cái điều hết sức quan trọng, đó là cách các bạn lựa chọn đường hướng cho mình. Các bạn hãy nhìn vào những người dân, các bạn làm sao tiếp cận đến với người dân là họ đang cần gì, muốn gì. Thứ nhất là khi mà các bạn đấu tranh thì Minh Hạnh tin chắc là trong lòng các bạn có một ngọn lửa và tâm huyết. Minh Hạnh tin rằng với những điều đó các bạn sẽ làm được điều mà các bạn muốn. Thì ngày nay phong trào dân chủ ở trong nước còn rất là yếu và non trẻ, cho nên rất cần cái sự ủng hộ của đồng bào hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, là những người Việt đã có được cái nền giáo dục, đã có được cái nền tri thức từ các nước phương Tây. Đối với các bạn trẻ trong nước thì tôi mong là các bạn cần phải vượt qua cái sự hãi để cùng với những người đấu tranh, các lực lượng đấu tranh đã được hình thành ở trong nước trong suốt năm vừa qua, để chúng ta làm sao dân chủ hóa được đất nước Việt Nam. Còn nếu như chúng ta không có dân chủ thì đất nước Việt Nam chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm trước cái mối hiểm họa của Trung Quốc. Và giờ đây không còn là cái thời điểm để chúng ta phải sợ hãi bất kỳ điều gì cả, bởi vì cuộc đấu tranh của người dân của chúng ta ở trong nước ấy, sẽ được sự ủng hộ không chỉ của người Việt khắp nơi thế giới, mà chúng ta đang được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nữa. Đã gần 7 năm kể từ ngày Thục Vy bước vào cái cuộc đấu tranh này, thì Thục Vy chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn cả. Bên cạnh Thục Vy lúc nào cũng có những thân hữu, những người khích lệ cổ vũ cho Thục Vy lúc mà Thục Vy gặp khó khăn, lúc bị đàn áp. Thục Vy cho rằng để mà góp chút sức nhỏ bé của mình vào một cái công cuộc to lớn, vĩ đại và chính đáng nhất từ trước đến nay của đất nước này, nếu mình có cơ hội được góp chút sức nhỏ bé của mình vào đó thì đã là một điều may mắn, đã là một vinh hạnh rồi, bất chấp những cái khó khăn mà mình gặp phải. Nếu mọi người Việt Nam cùng đứng lên chống Trung Cộng mà có 100.000 người tham dự, 300.000 người tham dự, thì cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam trở thành hợp pháp, mà không ai có quyền phê bình, phê phán nữa, mà không có quyền bắt bớ xảy ra nữa trong Việt Nam. Nếu mà Việt Nam là Việt Cộng thì chắc chắn là không thể làm gì được. Còn nếu mà là Việt Nam đây, là Việt Nam quốc gia hay quốc dân Việt Nam hay là Việt Nam không cộng sản, thì lúc đó chúng ta có đủ cái tư cách pháp lý để mà đặt vấn đề với lại Trung Cộng ở trước tòa án quốc tế. Phần nước nào có thể có tình nhân đạo hay là vì chính nghĩa mà đứng ra giải phóng chúng ta, dừng cho chúng ta? Chúng ta phải tự tranh đấu để tự giải phóng. Những ngọn lửa Việt đã bùng phát khắp nơi trên mọi miền đất nước.
Làn sóng tự do đang thay đổi cục diện toàn cầu. Cuộc cách mạng tại các nước Bắc Phi và sự chuyển đổi của Miến Điện đã là tín hiệu cáo chung chế độ độc tài tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đang rơi vào ảo tưởng khi tìm kiếm hậu thuẫn nơi một thế lực ngoại bang, đặc biệt một nước láng giềng đầy tham vọng là Trung Quốc. Chọn lựa duy nhất cho Cộng sản Việt Nam để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc là trở về với dân tộc. Việt Nam sẽ không có thảm họa bắc thuộc một khi người Cộng sản vĩnh biệt chủ nghĩa Cộng sản. Thể chế đến rồi đi, chỉ có dân tộc trường tồn.